Từ nhiều năm nay, việc giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa luôn đặt ra nhiều thách thức đối với cả người bản địa và những người dân chuyên tới sinh sống ở những không gian văn hóa khác. Và có nhiều cách thức được đưa ra để giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa của từng vùng miền, từng dân tộc. Trong đó thì giáo dục trong gia đình luôn là bước khởi đầu và cũng là một cách thức gần như là hữu hiệu nhất trong công việc này. Các nhà nghiên cứu thì có chỉ ra là trải qua các thời đại thì ở lĩnh vực nào, người phụ nữ cũng có những đóng góp đáng kể cho sự tồn tại, phát triển và tiến bộ của dân tộc. Vì thế mà họ đã chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Chúng ta thường nghe nói là cha sinh không tại mẹ dưỡng hay là phúc đức tại mẫu, đức hiền tại mẹ. Người mẹ Việt Nam có vai trò quan trọng và quyết định đối với sự phát triển, sự trưởng thành của người con cả về thể chất lẫn tinh thần cũng như về nhân cách cũng là vì vậy. Và để tìm hiểu thêm về việc giữ gìn bản sắc văn hóa và những thách thức của việc làm này, đặc biệt là với những người làm mẹ xa xứ, chúng tôi đã có một buổi trò chuyện với khách mời của chương trình là giáo sư tiến sĩ triết học So Sánh Thái Kim Lan nhân dịp bà có một buổi nói chuyện ở Viện Goethe về chủ đề này. Và chúng tôi xin được giới thiệu thêm về giáo sư tiến sĩ Thái Kim Lan. Đây là một phụ nữ sinh ra tại Huế, học trường nữ trung học Đồng Khánh, Quốc học Huế, tốt nghiệp cử nhân triết học tại Đại học Văn khoa Huế. Từng là giáo sư triết học trường nữ trung học Đồng Khánh Huế, sau đó thì tốt nghiệp tiến sĩ triết học tại Đại học Ludwig Maximilian Munchen và từ năm 1978 bà là giảng viên tại trường đại học này. Và trước tiên thì xin được bắt đầu với những hình ảnh về cuốn sách Thư gửi con là tác phẩm của chính giáo sư tiến sĩ Thái Kim Lan nói về vai trò giáo dục của người mẹ trong bối cảnh hòa nhập nền văn hóa hiện nay. Thư gửi con là cuốn sách tập hợp những lá thư và tùy bút bằng tiếng Đức và tiếng Việt mà giáo sư, tiến sĩ Thái Kim Lan dành cho con gái của mình, Mai Lan. Đó là câu chuyện mà một người mẹ rất hiểu về thai giáo và Phật Pháp đã áp dụng để nuôi con khôn lớn. Một em bé Việt Nam sinh ra ở Đức nhưng được nằm trong cái nôi che thuần Việt, được bú mẹ hàng giờ thay vì phải ngậm nắm vú cao su vô cảm, được bố ôm ấp, được mẹ hát ru. Em bé ấy không chỉ nói sói tiếng Việt mà còn nói đặc sệt giọng Huế, một điều hiếm thấy trong gia đình người Việt ở nước ngoài. Mai Lan, tên em bé, lớn lên giữa hai ngôn ngữ mà không hề gặp rào cản về trí tuệ. Là vì từ khi mới sinh ra cho đến lúc 2 tuổi, em đã được nuôi dưỡng bằng tình thương trìu mến, bao dung và sự thận trọng về dinh dưỡng, hình thành nên bản ngã với khả năng vượt giới hạn và trải nghiệm tự do. Đối với mẹ của em bé, giáo sư tiến sĩ Thái Kim Lan, điều quan trọng nhất cho một đứa bé, ngoài dinh dưỡng, là cuộc đối thoại không ngừng. Tất cả những câu chuyện diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, từ vẻ đẹp của chiếc lá vàng rụng trước sân hay bóng trăng rọi trên tường, người mẹ đều cùng con quan sát, khám phá và cảm nhận. Cái giá trị tự trung vào thì đến cuối cùng qua quá trình trưởng thành và nhận thức của những bà mẹ thì đều là tôn vinh cái giá trị con người là cao nhất, và con người chỉ có giá trị khi chúng ta ý thức được cái giá trị của mình đối với cộng đồng, và con người sống một tâm linh, sống tử tế, sống nhân ái. Vâng, xin được gửi lời chào và lời cảm ơn trân trọng nhất đến giáo sư tiến sĩ triết học So Sánh Thái Kim Lan đã là khách mời của chương trình ngày hôm nay. Và thưa giáo sư tiến sĩ, việc gìn giữ và bảo tồn văn hóa thì luôn đặt ra rất là nhiều thách thức. Vậy thì là một người xa xứ và là một người có rất nhiều chuyên nghiệm thực tế ở nước ngoài, thì giáo sư tiến sĩ có thể cho biết đâu là những khó khăn, đâu là những thách thức trong việc giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa đối với những người xa xứ? Cái sự thích nghi của nhân và cái sự ý muốn làm thế nào để chúng ta không bị đánh rơi ra ngoài cái khung cảnh xã hội ấy, làm cho người xa quê hương thường vội vã và dùng hết sức lực của mình để thích hợp, thích nghi với hoàn cảnh. Và trong cái quá trình như vậy thì cái vấn đề bản sắc nó bị đẩy lùi ra phía sau, và sự hối hả làm cho chúng ta nhiều khi không đánh giá đủ cái bản sắc của chính mình. Nhưng mà cái mặc cảm mà thua kém hoặc mặc cảm tự ti, không muốn nhìn nhận cái bản sắc của mình, không phải là cái phương pháp để đứng vững trong hoàn cảnh xã hội mới. Ngược lại, muốn đứng vững ở trong cái hoàn cảnh xã hội mới và muốn được người khác chấp nhận thì chính cái con người của mình
và cái bản sắc của cái nguồn gốc, nguồn cội của mình là một cái điểm ưu thế để có thể đứng vững và có thể vượt trội ở trong mọi hoàn cảnh. Và tôi đã có kinh nghiệm như vậy qua nhiều năm, nhất là trong khoảng thời gian giảng dạy. Thì trong khoảng thời gian giảng dạy, có lẽ sinh viên của tôi yêu mến tôi nhất khi tôi xuất hiện ở trong chiếc áo dài, và họ cho đó là một sự hạnh diện đối với họ được ngồi ở trong một phòng học mà có một giảng viên người ngoại quốc và rất là lịch sự ở trong cái bản chính bản sắc của mình. Phần nhiều các gia đình người Việt á, khi mà họ muốn cho con mình thành công nhiều hơn thì họ thường nghĩ là bỏ đi tiếng Việt để học tiếng ngoại ngữ cho nhanh. Nhưng mà thật ra thì cái việc ấy làm nghèo mất một cái gia tài mà cái đứa bé khi sinh ra nó đã được hưởng. Thành thử nhiều gia đình sau này hỏi lại cái chuyện là bây giờ gặp bà con hoặc là ông bà, đứa bé không có thể diễn tả được, không có tiếp xúc được với một cách thân thiện với các người xung quanh, thì họ lại bắt đầu trở lại đặt lại vấn đề là làm thế nào để có thể dạy dỗ con cái theo cái tiếng Việt của mình và theo một số tiêu chuẩn đạo đức mà làm cho đứa bé có thể hòa nhập nhiều hơn, vừa ở trong thế giới mới và không có quên cái cũ. Thì đây là một trong những trường hợp mà hiện nay tại Đức hoặc là Âu Châu, những cái phong trào dạy lại tiếng Việt cho trẻ em đang còn đặt ra rất là nhiều cho nhiều gia đình. Quay trở lại cuốn sách Từ Người Con, ở trong cuốn sách này thì cô nêu cao cái vai trò của người mẹ trong việc giáo dục và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống trong gia đình. Vậy thì trong những cái thách thức và những cái khó khăn mà cô vừa nêu ra thì làm thế nào để những người mẹ có thể làm tốt vai trò này? Qua cuốn sách này thì tôi muốn chứng minh một điều là sự giáo dục con cái và tình thương nó rất là quan trọng để đào tạo một nhân cách của người trẻ. Cái tình yêu luôn luôn là cơ sở để cho con người được nuôi dưỡng và lớn lên, cũng như là qua cái nuôi dưỡng đó thì con người ấy sẽ đưa lại tình yêu cho người khác, và cái tình thương đó nó sẽ dồi ra như một làn sóng cho người xung quanh và cho xã hội. Tôi nghĩ là vai trò gia đình cũng như là cộng đồng rất là quan trọng ở trong cái vấn đề gìn giữ bản sắc, và vấn đề này nó là một vấn đề nền tảng của văn hóa. Nếu chúng ta không phản tỉnh được cái giá trị văn hóa truyền thống một cách đúng đắn thì chúng ta bỏ mất một cái cơ sở để từ đó có người có thể vươn lên. Và luôn luôn trong cái trào lưu hội nhập á, thì không phải cái gì của khác là đều là hay hết, mà ngược lại trào lưu hội nhập bây giờ lại muốn trở lại cái bản sắc của mỗi miền để thấy được cái sự cộng sinh nó nằm ở đâu. Một cái sự cộng sinh giữa các cái bản sắc khác nhau nó có thể đưa tới hòa bình hay là có thể gây nên chiến tranh. Vâng, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Thái Kim Lan.